8 giải pháp bé chậm tăng cân từ chuyên gia dinh dưỡng chắc chắn các mẹ phải biết để cải thiện được tình trạng chậm tăng cân của bé. Bé chậm lớn là nỗi lo chung của nhiều bậc phụ huynh. Tuy nhiên, khi biết cách khắc phục thì bé sẽ nhanh lớn, phát triển khỏe mạnh. 8 giải pháp bé chậm tăng cân, chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống khoa học, dinh dưỡng có vai trò quan trọng cho sự phát triển khỏe mạnh của bé. Mẹ cần xây dựng thực đơn phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của bé. Cụ thể Trẻ bú sữa mẹ cần chú ý đến số lượng và chất lượng sữa mẹ. Cân nhắc bổ sung sữa ngoài cho bé nếu chất lượng sữa mẹ không đáp ứng đủ. Bắt đầu từ khi ăn dặm ăn từ loãng đến đặc vì nấu loãng thì năng lượng hấp thu sẽ thấp. Chế biến món ăn đa dạng hình thức, màu sắc sáng tạo, thu hút sự thích thú, tính tò mò của trẻ. Tạo cảm hứng ăn uống và cảm giác ăn ngon miệng. Bổ sung thêm vitamin, bổ sung thêm vitamin nếu trẻ không chịu ăn rau xanh, hoa quả. Đặc biệt các mẹ nên chú trọng các vitamin kích thích ăn uống. Điển hình vitamin B1, vitamin D, vitamin B12. Tám giải pháp bé chậm tăng cân. Bổ sung chất béo. Chất béo giúp phát triển cả về trí tuệ và thể lực của bé vì nó có vai trò quan trọng đối với hệ thần kinh trung ương của trẻ. Do vậy, bổ sung chất béo cho bé là một giải pháp không thể thiếu để giúp bé cải thiện cân nặng hiện tại. Cụ thể, là nguồn sinh năng lượng quan trọng cung cấp nhiều năng lượng gấp đôi tinh bột và chất đạm. Giúp hấp thu tốt các vitamin tan trong dầu, vitamin A, D, E, K. Bổ sung các axit cần thiết mà không thể tự tổng hợp được. Các mẹ cần lưu ý khi một số điều. Khi chuẩn bị bữa ăn, các mẹ nên sử dụng cả dầu thực vật và mỡ động vật sen kẽ. Cân đối tỷ lệ giữa chất béo động vật với chất béo thực vật là 7 và 3. Chú ý không nên tái sử dụng dầu mỡ đã qua chế biến vì dễ bị nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, phụ huynh không nên thêm quá nhiều chất béo vào thực đơn của bé. Việc bé hấp thu dư thừa lượng chất béo cần thiết sẽ dẫn đến bé tăng cân mất kiểm soát. Không chỉ cân nặng dư thừa, thậm chí kéo theo một số bệnh lý về tim mạch, huyết áp, tiểu đường. 8 giải pháp bé chậm tăng cân. Không nên ép bé ăn. Việc bé chậm tăng cân khiến các phụ huynh lo lắng, đau đầu. Dẫn đến xu hướng các ông bố bà mẹ hay ép bé ăn càng nhiều càng tốt việc bé chán ăn lười ăn cùng với tâm lý áp lực từ bố mẹ sẽ khiến bé càng biếng ăn và kéo theo hậu quả làm bé không muốn ăn cơm ngán ăn ăn không ngon miệng quấy khóc khi ăn khi tâm lý không tốt với thức ăn thì dưỡng chất cơ thể hấp thu cũng không hiệu quả do đó phụ huynh nên cho bé ăn một lượng vừa đủ trong bữa giúp hệ tiêu hóa bé hoạt động hiệu quả tiêu hóa và hấp thu thức ăn tốt hơn như vậy cơ thể bé được cung cấp năng lượng đầy đủ để phát triển 8 giải pháp bé chậm tăng cân, bổ sung chất dinh dưỡng. Ngoài bữa ăn chính, các mẹ nên cho bé ăn thêm bữa phụ vào giữa các bữa chính. Một số thực phẩm các mẹ có thể tham khảo. Sữa chua chứa các lợi khuẩn giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Có chứa một lượng protein phong phú cung cấp năng lượng cho bé. Hỗ trợ cải thiện sức đề kháng của trẻ. Trái cây, bưởi cam ổi, dâu tây cung cấp cả khoáng chất và vitamin. Giúp tăng cường miễn dịch trẻ. Mẹ có thể xay sinh tố, ép lấy nước, cho bé ăn trực tiếp hoặc kèm với sữa chua. Bánh làm từ hạt có chứa lượng protein dồi dào và các chất béo, chất chống oxy hóa. Mẹ có thể làm bánh quy cho bé, kết hợp với ngũ cốc hoặc cho bé ăn dặm. Tuy vậy, bố mẹ không nên cho bé ăn quá nhiều so với độ tuổi. Vì trong các thực phẩm trên dù là có nhiều chất dinh dưỡng nhưng hàm lượng đường cao. Khi bé ăn trong thời gian dài, sẽ làm bé nạp quá dư đường dễ gây dư thừa cân nặng. 8 giải pháp bé chậm tăng cân, tăng số lượng bữa ăn. Các bé chưa ăn được nhiều trong một bữa chính, lại hết sức năng động nên nhanh đói. Vì thế, cha mẹ cần cung cấp thức ăn vào bữa phụ cho bé. Vai trò của bữa phụ. Bổ sung thêm vitamin, các chất béo tốt, chất chống oxy hóa. Kích thích hoạt động tiêu hóa của trẻ tốt hơn. Bổ sung thêm năng lượng cho các hoạt động của bé. Việc chia bữa ăn hàng ngày thành các bữa chính và bữa phụ giúp bé hấp thu đầy đủ hơn các chất dinh dưỡng cần thiết kích thích cảm giác thèm ăn và bé ăn ngon hơn. Các mẹ không được nhầm lẫn giữa bữa ăn phụ với các đồ ăn vặt như bánh kẹo, đồ ăn chiên rán, đồ ăn nhanh. 8 giải pháp bé chậm tăng cân, cho bé vận động đúng cách. Cho bé hoạt động thể chất là cần thiết trong chăm sóc trẻ. Ở lứa tuổi trẻ nhỏ, hoạt động thể chất cũng chính là hoạt động vui chơi thỏa mãn nhu cầu của bé. Vừa giúp bé vui chơi vừa có lợi ích cho sức khỏe bé. Tăng cường hoạt động thể chất ngoài trời sẽ là nền tảng cho sự phát triển toàn diện. Vai trò của hoạt động thể chất Tiêu hao năng lượng nhiều, tăng tốc độ trao đổi chất Làm bé có cảm giác đói nhanh, thèm ăn nhiều hơn, ăn ngon hơn Hấp thu thêm vitamin D để tăng hấp thu canxi giúp xương chắc khỏe Giúp cơ bắp và xương phát triển Tạo sự vui vẻ, tâm lý thoải mái cho bé 8 giải pháp cho trẻ chậm lớn, khám sức khỏe định kỳ đây là một giải pháp không thể thiếu trong 8 giải pháp bé chậm tăng cân từ chuyên gia dinh dưỡng. Việc khám sức khỏe thường xuyên cho bé sẽ giúp các mẹ nhanh chóng phát hiện những bất thường, điều chưa hợp lý trong chăm sóc bé. Kiểm tra theo dõi sức khỏe thường xuyên kết hợp chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe hợp lý sẽ hỗ trợ tốt cho sự phát triển của trẻ cho đến khi trưởng thành. 8 giải pháp bé chậm tăng cân, dùng Amano Enzyme Gold. Ngoài các giải pháp trên, bố mẹ cũng có thể dùng thêm sản phẩm có tác dụng hỗ trợ tăng cân hiệu quả cho bé nhanh lớn, sản phẩm Amano Enzyme Gold chất lượng Nhật Bản cung cấp vừa bào tử lợi khuẩn vừa enzyme tiêu hóa. Nguyên liệu chính được sản xuất theo công nghệ độc quyền tại nhà máy Amano Enzyme Nhật Bản. Sản phẩm hỗ trợ hiệu quả cho bé chậm tăng cân, vừa có giá thành hợp lý. Amano Enzyme Gold được các chuyên gia trong lĩnh vực đánh giá cao và được xem là sự lựa chọn hàng đầu của các bà mẹ có con chậm tăng cân. Như vậy, với 8 giải pháp bé chậm tăng cân từ chuyên gia dinh dưỡng mà chúng tôi đề cập ở trên, hy vọng các phụ huynh sẽ có được sự lựa chọn hợp lý. Tình trạng bé chậm tăng cân khiến nhiều phụ huynh rất lo lắng, đau đầu. Các mẹ nên kiên nhẫn và chăm sóc bé đúng cách, cải thiện tình trạng bé chậm tăng cân, giúp bé có sự phát triển khỏe mạnh về thể chất lẫn trí tuệ. Gọi ngay hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.